và huấn luyện tư duy là một loại cực kỳ khó. Cho đến thời điểm này tôi huấn luyện rất nhiều các CEO, thậm chí có những doanh nghiệp nghìn tỷ. Nhưng mà huấn luyện hàng trăm CEO thì chỉ xuất hiện khoảng 20-30 CEO là có tư duy một cách rành mạch. Còn đa phần họ làm giàu từ quan hệ. Nhưng đến bây giờ thì kiếm tiền từ quan hệ bắt đầu nó rất là khó khăn. Em có câu hỏi mong được thầy tư vấn ạ. Em cảm ơn thầy. Em đang vừa bắt đầu làm nhân viên kinh doanh bên bất động sản cho thuê nhà ạ. Phân khúc khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Thầy có thể tư vấn cho em cách làm được không ạ? Tôi vẫn phân tích tư duy thôi, tôi không dạy cách làm, bởi vì là bắt buộc các bạn phải tư duy, các bạn phải làm để các bạn ngộ thôi. Chứ còn dạy kỹ năng là không dạy được, bởi vì nếu mà tôi nói chuyện thế này mà tôi truyền đạt cho bạn được kỹ năng thì trừ khi là thánh. Còn thường là chúng ta có một cái thời gian ngắn như thế này thì chúng ta huấn luyện tư duy. Mà huấn luyện tư duy là một loại cực kỳ khó. Cho đến thời điểm này tôi huấn luyện rất nhiều các CEO, thậm chí có những doanh nghiệp nghìn tỷ. Nhưng mà huấn luyện hàng trăm CEO thì chỉ xuất hiện khoảng 20-30 CEO là có tư duy một cách rành mạch. Còn đa phần họ làm giàu từ quan hệ. Nhưng đến bây giờ thì kiếm tiền từ quan hệ bắt đầu nó rất là khó khăn. Và mọi người phải chuyển hướng sang phải tư duy logic thật sự, chứ không còn cái cơ hội để mà tự nhiên mà vớ được tiền bằng quan hệ nữa. Thế thì đâu rồi, cái câu hỏi của bạn là bạn làm nghề bất động sản cho thuê. Bất động sản cho thuê, đối tượng là học sinh, sinh viên thì bây giờ phải làm gì? Thế thì ở đây là chúng ta cũng phải xác định rõ là ngay kể cả bạn cho sinh viên thuê thì bạn phải xác định có 3 phân khúc. Phân khúc thứ nhất, nếu mà cho sinh viên thuê thì bạn xác định thuê cho con nhà giàu, cho thuê là con nhà giàu, hay là con nhà trung bình, hay là con nhà nghèo. Chúng ta phải làm rõ cái câu chuyện như vậy. Tại sao tôi phải phân tích như vậy? Thì khi mà phân tích như vậy thì bạn mới biết là bạn tìm đâu là những cái sản phẩm nó phù hợp với đối tượng khách hàng của mình. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn mà cho sinh viên những cái trường mà toàn con nhà giàu nó học, nó thuê, thì bấy giờ thì bạn lại tập trung vào những cái căn hộ mini, có thể là lên tới 5 triệu một phòng, nhưng mà con nhà giàu nó chấp nhận được. Thì bấy giờ là nó lại liên quan đến câu chuyện của an ninh, liên quan đến câu chuyện của văn hóa xung quanh, cái văn hóa đền của xung quanh cái khu họ thuê. Thì bạn phục vụ cái đối tượng giàu đấy thì bạn phải xác định được sản phẩm của bạn là như thế nào. Nó liên quan đến cái khu giải trí, liên quan đến cái an ninh trật tự, liên quan đến văn hóa xung quanh. Bởi vì đã cái nhóm mà thường bố mẹ cho độ khoảng 5 triệu tiền thuê nhà một tháng thì thông thường bố mẹ nó cũng là cái người có điều kiện và bố mẹ cũng giữ con. Cho nên thường họ sẽ lên xem nhà, xem cửa, và họ cũng xem nhà cửa với con. Xong rồi là họ cũng là cái vị khách hàng rất là quan trọng, là tạo ra cái khách hàng đấy họ ở chỗ cái địa điểm thuê của mình lâu dài hay không, hay là họ bắt dọn đi ngay. Thì đấy là cái câu chuyện phân khúc khách hàng. Hay là bạn xác định cho cái đối tượng là con nhà nghèo thuê thì bắt buộc bạn phải xác định là thuê những cái sản phẩm mà giá thuê nhà nó thấp, tuy nhiên và ở được nhiều người. Thì bây giờ bạn mới xác định được rõ cái phân khúc. Và cái câu chuyện thứ ba, nếu là con nhà trung bình thì bạn lại phải chọn cái sản phẩm nó ở mức độ trung bình để đáp ứng cái đối tượng là 1-2 triệu. Thế thì khi mà bạn có sản phẩm phù hợp và bạn xác định được đối tượng thì cái việc kết nối đối tượng với sản phẩm nó không có gì khó. Nhưng thường là các bạn bị như thế này, cho nên là thường là một trong những cái yếu tố mà làm kinh doanh bị mất rất rất nhiều tiền và mất rất rất nhiều thời gian chính là xỏ nhầm ổng. Tức là bạn không biết bạn phục vụ đối tượng phân khúc nào, mà bạn chỉ nói với tôi là em chuyên cho thuê nhà là dành cho sinh viên. Nhưng bạn không xác định được đối tượng, dẫn tới là bạn làm nó không mạnh ở cái phân khúc nào cả. Cho nên chỉ cần tôi lấy ví dụ bạn chuyên cho thuê nhà thôi, bạn chuyên làm cho cái trường đại học ngoại thương hay đại học kinh tế quốc dân, và chuyên làm cho con nhà giàu, và hết năm này qua năm khác bạn định vị được thương hiệu, mà người ta cứ bảo là cứ nếu mà thuê nhà ở phân khúc trên 2 triệu hay là trên 3 triệu một căn mini thì phải gặp cái anh đấy.
và chỉ có anh đấy anh ấy giải quyết là công năng phù hợp nhất cho mình. Tức là bạn phải có cái nhân hiệu trong cái lĩnh vực đấy. Nhưng mà thông thường thì các bạn chỉ dừng lại ở cò thôi, chứ không phải là nhà tư vấn. Thì bây giờ là trong bán hàng, bây giờ nó đạt đến cái ngưỡng của sự tư vấn rồi. Tức là bạn xác định được đối tượng khách hàng của mình là nhu cầu gì, và bạn chọn sản phẩm gì để nó phù hợp, tức là kết nối giữa sản phẩm và nhu cầu để nó khép lại với nhau cho nó khít. Và bạn chỉ là bà mối thôi. Chứ còn mối mà để khép nữ, ghép nữ với nữ hoặc ghép nam với nam thì có mà nó rắc rối to. Đấy, thế thì tôi nhắc lại với bạn, để làm cái nghề này thì có hai việc mà bạn phải làm. Một là nếu bạn lấy phân khúc khách hàng làm gốc thì bắt đầu bạn đi tìm sản phẩm. Còn bạn lấy phân khúc sản phẩm là gốc thì bạn phải xác định được là cái thị trường của bạn nó nằm ở đâu, là sinh viên ở những trường nào, để từ đó ngay lập tức bạn sẽ có cái phương án để tiếp cận, để lấy data, để tìm cách tư vấn và nó phù hợp. Và tôi nhắc với bạn rằng là trên cuộc đời này không có cái gì bán khó. Nó chỉ khó bán khi bạn bán cho người không có nhu cầu thôi. Cho nên cái người mà làm thương gia đỉnh cao là họ chỉ có mua của thằng gì ạ? Chán mà bán cho thằng cần. Tức là họ kết nối nhu cầu cho nó chuẩn thôi. Và một trong những cái việc mà kết nối nhu cầu cho nó chuẩn mà chúng ta hay nghe thấy là trong cái chiến lược của doanh nghiệp là phân tích sản phẩm và phân tích thị trường đấy. Và nếu không làm hoặc lấy sản phẩm là gốc thì phải đi tìm thị trường. Nào là thị trường tiềm năng. Còn nếu lấy thị trường là gốc thì phải phân tích được nhu cầu của thị trường và tìm sản phẩm nào là sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Nhưng là nhiệm vụ của người làm kinh doanh chỉ có một trong hai cái nhiệm vụ quan trọng vậy thôi. Còn sau đó nó chỉ là những cái pháp thôi. Tức là những cái kỹ năng thôi, những cái kỹ thuật căn bản thôi. Nhưng mà cái đầu tiên trong tư duy của bạn phải làm rõ cái câu chuyện đấy thì bạn làm nghề nó mới thành công được. Và tôi cũng nhắc luôn là đối với làm nghề bất động sản thì nó không dễ dàng. Một trong những cái quy luật khi mà bạn bắt đầu bạn đi làm nhân viên kinh doanh thì tôi cũng nhắc là bạn phải làm cái nghề đấy hàng năm trời thì bắt đầu bạn mới trở thành lành nghề và cứng cáp được, và bắt đầu là với thật sự là ung dung tự tại với nghề được. Và đấy là một năm rất là nỗ lực. Nhưng tôi thấy các bạn trẻ thiếu sự kiên trì. Tức là khi các bạn ấy đi làm cái nghề gì đó thì bạn chỉ mong muốn là làm 2-3 tháng là bạn là người giỏi nhất được và có thu nhập cao ngay lập tức, thì chuyện đấy nó không xảy ra. Và khi nó không xảy ra thì họ kết luận là nó không phù hợp, em không có phù hợp với cái nghề này. Xong rồi chạy loang quăng như con chó con khi mà ăn 4-5 cái đĩa ấy. Thì cuối cùng là chả ăn được cái đĩa nào ra hồn. Tức là mỗi năm nhảy đến 2-3 công ty rồi quay đi quay lại nhìn lại 4-5 năm trời thì mình cũng chẳng có cái gì, cũng chẳng có kỹ năng kiến thức gì, mà cũng chẳng có cái nghề gì rõ ràng ngoài cái nghề là chém gió mạnh thôi, chứ còn không có cái nghề gì gọi là giỏi. Thế thì như vậy là đấy là cái việc mà tôi khuyên bạn thứ hai, là đã lao vào kinh doanh bất động sản thì bạn phải nỗ lực, kiên định, kiên trì, phải hàng năm trời thì bạn mới thực sự thấu hiểu được nghề và mới vượt qua được những cái khó khăn của nghề, mà lúc đấy may ra thì mới yêu nghề. Còn năm đầu là một năm cực kỳ bấn loạn, cực kỳ chán nản, cái năng lượng con người nó lên xuống, nó tụt xuống rồi nó nâng lên liên tục, cho nên là bạn phải nỗ lực lên. Rồi, chúc bạn thành công với cái nghề bất động sản cho thuê. Cảm ơn bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986776622.